Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ông Biden và ông Tập thống nhất, vũ khí hạt nhân không thể do máy tính điều khiển. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí không để AI ra quyết định liên quan đến vũ khí hạt nhân, đánh dấu lần đầu trao đổi về vấn đề này. Theo nguồn tin báo VN Express, Nhà Trắng hôm 16 tháng 11 cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau bên lề hội nghị cấp cao APEC 2024 ở Peru, nhất trí rằng quyền quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân phải nằm trong tay con người, chứ không phải trí tuệ nhân tạo, AI. Hai lãnh đạo nhấn mạnh phải cân nhắc kỹ lưỡng các rủi ro tiềm ẩn, cũng như phát triển AI trong lĩnh vực quân sự một cách thận trọng và có trách nhiệm, thông cáo của Nhà Trắng có đoạn. Bản tóm tắt nội dung cuộc gặp của chính phủ Trung Quốc cũng nhắc lại quan điểm này. Chưa rõ tuyên bố này có dẫn đến những cuộc thảo luận hoặc hành động tiếp theo hay không. Tuy nhiên, nó vẫn đánh dấu động thái đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc trong đối thoại về vũ khí hạt nhân và AI, những vấn đề mà hai bên chưa có tiến triển. Washington suốt nhiều tháng qua thúc giục Bắc Kinh từ bỏ lập trường không tham gia đàm phán về vũ khí hạt nhân. Hai bên nối lại trao đổi chính thức từ tháng này nhưng đang gặp bế tắc. Trong đó, một quan chức hàng đầu của Mỹ công khai bày tỏ thất vọng về cách Trung Quốc phản hồi. Mỹ và Trung Quốc lần đầu đàm phán chính thức về vấn đề AI hồi tháng 5 tại Thụy Sĩ, nhưng dường như không đề cập đến quá trình quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân. Lầu Năm Góc năm ngoái ước tính, Bắc Kinh đang biên chế khoảng 500 đầu đạn hạt nhân và có thể triển khai hơn 1.000 đầu đạn trước năm 2030. Mỹ và Nga đang sở hữu lần lượt 1.770 và 1.710 đầu đạn hạt nhân trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chưa kể đến hàng nghìn vũ khí nguyên tử được niêm cất. Bắc Kinh áp dụng học thuyết răn đe tối thiểu, nghĩa là chỉ duy trì số đầu đạn ít nhất để đảm bảo khả năng đáp trả một cuộc tấn công và cũng là cường quốc hạt nhân duy nhất thực thi chính sách không khai hỏa trước với vũ khí hạt nhân. Chính quyền ông Biden năm nay cập nhật kế hoạch chiến lược hạt nhân mới, định hướng lại mục tiêu răn đe của Mỹ. Nhà Trắng trước đó cho biết cập nhật này không nhằm vào thực thể, quốc gia hay mối đe dọa cụ thể nào, bác bỏ lo ngại từ Nga, Trung Quốc và Triều Tiên. Tương lai thường chiến Mỹ-Trung 4 năm tới. Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đã ngã ngũ với chiến thắng thuộc về vị tỷ phú lắm chiêu Donald Trump. Một lần nữa, các vấn đề xoay quanh mối quan hệ giữa hai ông lớn Mỹ-Trung Quốc lại tiếp tục dành nhiều sự quan tâm của giới chính trị, các chuyên gia kinh tế và cộng đồng quốc tế. Theo nguồn tin báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung bùng nổ vào tháng 3 năm 2018, hai siêu cường toàn cầu đã liên tiếp tung ra các đòn thuế quan, dẫn đến một cuộc đối đầu kéo dài và đầy căng thẳng. Mục tiêu của ông Trump là giảm thâm hụt thương mại và di rời hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình muốn bảo vệ chuỗi cung ứng và duy trì quyền tiếp cận thị trường Mỹ. Chính sách của ông Trump với Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ hai có thể vẫn sẽ tiếp tục đi theo xu hướng bình cũ rượu mới như trong nhiệm kỳ đầu. Chú trọng vào thương mại và áp thuế cao, gây căng thẳng với Bắc Kinh, đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp Mỹ phản ứng lại. Tuy nhiên, ông Trump cũng có thể làm dịu mối quan hệ này ở một số điểm, nhưng điều đó sẽ không phục vụ lợi ích chiến lược của Mỹ. Trong tài liệu vận động tranh cử năm 2024, ông Trump đã đề xuất một mức thuế cơ bản chung đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài, cùng với cơ chế tăng dần thuế đối với các quốc gia bị coi là phá giá tiền tệ hoặc tham gia vào các hoạt động thương mại không công bằng. Mặc dù chính sách này không chỉ nhằm vào Trung Quốc, nhưng thuế toàn cầu sẽ tác động mạnh đến các nhà xuất khẩu Trung Quốc, đặc biệt những công ty bán hàng tiêu dùng, vì Mỹ là thị trường xuất khẩu quan trọng của họ. Đồng thời, biện pháp này cũng sẽ làm tăng chi phí cho người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ. Tiếp đến, trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng tuyên bố sẽ áp thuế lên tới mức 60% đối với hàng hóa Trung Quốc nếu ông quay trở lại Nhà Trắng, thể hiện sự quyết tâm tiếp tục đối đầu với Bắc Kinh. Dự kiến ông Trump sẽ duy trì lập trường cứng rắn về kinh tế, đồng thời có thể rút lại các cam kết giảm thuế đối với những nước thành viên khác trong Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đối với Trung Quốc. Mặc dù vậy, ông Trump khẳng định rằng sẽ không khởi động một cuộc thương chiến Mỹ-Trung mới. Tuy nhiên, nếu các chính sách này được thực thi, nguy cơ xung đột thương mại mới có thể sẽ lại nổ ra. Ngoài ra, trong lĩnh vực xe điện EV, Trung Quốc hiện có lợi thế về giá. Do đó, ông Trump cam kết sẽ áp thuế 100% đến 200% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm xe Trung Quốc sản xuất tại Mexico. Trước đây, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã duy trì mức thuế 100% đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại.
Trên thực tế, chính sách đánh thuế này do ông Trump khởi xướng ở nhiệm kỳ đầu tiên nên khả năng cao là nó sẽ tiếp tục được mở rộng sau khi ông Trump nhậm chức. Việc ông Trump trở lại Nhà Trắng chắc chắn sẽ tạo ra những tác động sâu rộng đối với Trung Quốc. Theo ông Jacob Gunter, chuyên gia kinh tế chính trị Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Mercator, Đức, cuộc chiến thương mại lần này sẽ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực công nghệ mà sẽ là một cuộc đối đầu toàn diện. Điều này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc, đặc biệt trong việc xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng chương trình nghị sự nước Mỹ trước tiên và thế giới quan giao dịch của ông Trump cũng có thể có lợi cho Bắc Kinh. Cụ thể, lập trường bảo hộ thương mại và cách tiếp cận giao dịch trong chính sách đối ngoại của ông Trump có thể làm suy yếu các liên minh quốc tế và vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ, tạo điều kiện cho Trung Quốc lấp đầy khoảng trống mà Mỹ để lại và thiết lập một trật tự thế giới thay thế. Trên thực tế, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng đến ông Trump ngay sau khi ông Trump xác định là người chiến thắng trong cuộc đua Nhà Trắng, dù quan hệ Mỹ-Trung hiện đang có chiều hướng lao dốc. Theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tập đã chia sẻ với Tổng thống đắc cử rằng Trung Quốc và Mỹ có thể tìm ra cách đúng đắn để hòa hợp trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, đằng sau những lời lẽ hòa bình đó, Bắc Kinh có thể đang chuẩn bị cho những tác động và bất ổn từ cuộc đối đầu sắp tới. Như vậy, khi chính quyền Trump 2.0 chính thức khởi động, Trung Quốc có thể sẽ ráo riết tìm kiếm các liên minh ngoài phương Tây, gia tăng sự can dự vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, GCC, đồng thời giảm phụ thuộc vào phương Tây về xuất khẩu và đầu tư. Ngoài ra, Trung Quốc có thể củng cố quan hệ với Iran, đồng thời tăng cường sự hiện diện của mình tại khu vực Trung Đông. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, vì nếu Mỹ phải tập trung nhiều hơn vào các vấn đề ở Trung Đông, họ sẽ có ít nguồn lực hơn để đối phó với mối đe dọa Trung Quốc tại khu vực khác. Nói cách khác, Mỹ sẽ khó có thể cùng lúc vừa lo cho Trung Đông, vừa đối phó với sự phát triển của Trung Quốc. Nội các mới của ông Trump khiến EU lo ngại về tương lai quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Danh sách nội các mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang làm dấy lên lo lắng tại châu Âu. Giới ngoại giao EU lo ngại rằng những lựa chọn này có thể làm suy yếu mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, khiến châu Âu phải tự mình đối mặt với các thách thức địa chính trị, ghi nhận tờ báo tin tức. Theo tờ Politico ngày 15 tháng 11, việc công bố danh sách nội các mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã làm dấy lên làn sóng lo ngại trong giới ngoại giao châu Âu, đặc biệt là sau khi những cái tên gây tranh cãi được đề xuất vào các vị trí quan trọng. Ban đầu, giới ngoại giao châu Âu tỏ ra nhẹ nhõm khi ông Trump chọn thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio làm ngoại trưởng. Tuy nhiên, niềm hy vọng này nhanh chóng tan biến sau khi các vị trí còn lại được công bố. Đặc biệt gây chú ý là việc lựa chọn ông Pete Hastings, một người dẫn chương trình của kênh Fox News, vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và cựu nữ nghị sĩ Dân chủ Tulsi Gabbard làm giám đốc tình báo quốc gia, bà Nathalie Loiseau, cựu bộ trưởng phụ trách châu Âu của Pháp và hiện là nghị sĩ châu Âu, đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trên mạng xã hội X. Điều này thật sự đáng sợ. Việc ông Trump chọn bà Gabbard gây ra phản ứng mạnh mẽ nhất. Bà từng nổi tiếng với việc lan truyền các thuyết âm mưu gặp gỡ Tổng thống Syria Bashar Assad và ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin 3 ngày sau cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Bà Gabbard còn kêu gọi các bên tiếp thu tinh thần Aloha, sống trong hòa bình và hợp tác cùng với nhau, và đề xuất Ukraine trở thành quốc gia trung lập. Ông Marek Mazikrovsky, cựu đại sứ Ba Lan tại Mỹ, nhận định trên truyền hình Ba Lan khi bà ấy, Gabbard, trở thành người đứng đầu toàn bộ cộng đồng tình báo Mỹ, đây chắc chắn là một tín hiệu rất đáng lo ngại. Trong khi đó, bà Marie-Annette Strack-Zimmermann, chủ tịch tiểu ban an ninh và quốc phòng của Nghị viện châu Âu, tuyên bố thời kỳ kiềm chế của châu Âu và hy vọng rằng Mỹ sẽ bảo vệ chúng ta đã qua rồi. Dù vậy, một số chuyên gia vẫn đánh giá tích cực về việc bổ nhiệm ông Marco Rubio. Tom Tugendhat, nghị sĩ bảo thủ Anh, người quen biết ông Rubio trong một thập kỷ qua, ca ngợi ứng cử viên chức ngoại trưởng Mỹ là một nhân vật nghiêm túc và là tiếng nói rõ ràng về các vấn đề như Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Séc, bà Van Foster, cũng đã đánh giá cao vai trò của ông Rubio trong việc tập hợp các nhà lập pháp thế giới đối phó với thách thức từ Trung Quốc. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao châu Âu lo ngại rằng không ai trong nội các mới ở Mỹ có thể kiềm chế được ông Trump. Một nhà ngoại giao EU giấu tên nhận định điều rõ ràng là sẽ không có bất kỳ đối trọng nào với ông Trump, họ nợ ông ấy mọi thứ. John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền Trump đầu tiên, đã cảnh báo vào tháng 10 vừa qua rằng chính sách đối ngoại của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai
có thể sẽ cấp tiến hơn nhiều so với nhiệm kỳ đầu. Ông Bolton còn nhận định khả năng ông Trump rút Mỹ khỏi NATO là rất cao. Trước tình hình này, châu Âu đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Một nhà ngoại giao EU cho biết khối này phải sẵn sàng gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, đặc biệt là trong vấn đề Ukraine. Chúng tôi biết từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump, các chính sách có thể khó lường như thế nào, vị này nói thêm. Về phần mình, chuyên gia Branchoy Harbour từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại Mỹ nhận định chúng ta sẽ phải trải qua vài năm rất khó khăn trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!